Chọn ngành Đông Phương Hợp cho 3 năm đại học, đã bao giờ bạn tự hỏi mình sẽ trở thành ai trong tương lai? Cảm ơn các bạn đến với ngành Đông Phương Học của Trường Đại học Giác Xanh Đà Lạt. Chương trình đào tạo ngành Đông Phương Học cung cấp cho sinh viên tri thức hiểu biết đặc sắc về những nền văn hóa lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc. Song song với việc học ngôn ngữ, sinh viên cũng lĩnh hội những nền tảng căn bản về văn hóa, xã hội, lịch sử, kinh tế của các quốc gia phương Đông. Sinh viên khi theo học ngành này được đào tạo để sử dụng thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đảm bảo sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành và nắm vững kiến thức nền tảng đặc trưng của từng quốc gia để làm việc trong môi trường đa văn hóa. Thời gian học đại học rút ngắn còn 3 năm, mục tiêu đào tạo công dân toàn cầu, sẵn sàng cho kỷ nguyên 4.0, tiếng Anh chuẩn B1 đến B2 châu Âu, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Cơ hội học tập và làm việc quốc tế tại các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, môi trường học tập năng động, sáng tạo, phù hợp với Gen Z, sinh viên Giác Xanh luôn dẫn đầu các cuộc thi sinh viên toàn quốc. Chú trọng chăm sóc, hỗ trợ sinh viên. Đây là ưu thế khác biệt của Trường Đại học Giác Xanh Đà Lạt, 100% sinh viên được cam kết giới thiệu việc làm tại hơn 200 đối tác. We'll be right back.